Ông quỳ chỗ. Ông chúng đã cả một tổ các chuyên gia để thị sản nước ta hay muốn đáp được cái chuyện từ cầm tham dự việc cái này làm bài miền nước ta một tổ các tăng sông để đào cho bộ xã xây đúng đi đời ông chúng đã miền bảy mươi hai một chúng luôn vẽ bòn để mình đừng sầm nào sông rồi bảo cầm xã để nhà được như thế này cứ ông đẹp cầu việc cái chuyện từ lôi cho cầm sông mắc là vé làm bài thời ca xu mình chạy từ đầm nàng sang để nhà đại miền và tầm miền này thì đi vì bảy mươi hai sầm nào sông đại cả xã phó tàng tham ấy bọc luôn đại cả xã phó tàng tổng chơi lục sẽ cầm tổng mạc là vậy oui merci monsieur le président sumo con lo bu thien Nous avons noté que pendant la pause déjeuner, nous avons reçu une notification de ce que le bureau des coprocureurs a déposé une requête en vue de voir déclarer recevable un certain nombre de nouveaux documents. Ce sont apparemment les documents qui proviennent d'instructions en cours et ce qui peut poser problème, c'est que dans les annexes qui sont jointes à cette requête, il semble que figure un certain nombre de procès-verbaux d'audition concernant les témoins actuels, ainsi que les témoins que nous avons entendus juste précédemment. Donc, je souhaiterais... Enfin, la Chambre souhaiterait que le bureau des procureurs puisse clarifier un peu cette point précis s'agissant de ce témoin, de quel procès-verbal s'agit-il, est-ce qu'il s'agit de documents qui ont déjà été communiqués aux parties, ou est-ce qu'il s'agit de documents entièrement nouveaux, et pourquoi la requête est-elle faite à ce stade, est-ce qu'elle ne pourrait pas être faite dans des temps plus utiles? J'espère que je suis clair. Je fais référence à la requête E405 aux annexes de l'annexe notamment E405.1.1. Bạn xong bây giờ cái tâm lý phân tích tâm lý này chỉ tâm lý là สถาปริญญาอันตรายชีตมันเป็นที่สถาปริญญาเตียงเกียรตินุตีสมเชิญเลยตำนางสถาปริญญาอันตรายชีต Thank you, Mr. President. สมอคุณลูกเทียน Your Honours, to be perfectly frank, จุ่มเรียบโดยสมอตรองติดเชื่อ I'm not prepared to make detailed submissions on these points at the moment. Perhaps if I could give the chamber answers following the next break. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. Council. Yes, I do have still quite a I fully understand that this particular prosecutor is not prepared to say something about this new disclosures. However, it is extremely unfortunate that we just received these 47 WRIs, if I'm understanding correctly, with five
Should these be admitted, we will have to recall, we might have to recall. Cứ tha dương nâng ai như nâng ai như này làm vinh ban. Yeah, but the problem is that. Còn tại bài nhạc cứ đôi chân này tê. I'm right in the middle, and maybe the way I formulated my questions now. Would have been formulated differently had I known. Monsieur le Président, j'ai bien compris qu'on va différer le débat sur cette question. Simplement, moi-même, je n'ai vu qu'il y avait une requête il y a quelques minutes. Je tiens à préciser que nous n'avons pas encore accès aux documents. Nous avons la liste des annexes qui vont être mises à disposition communiquées, mais nous n'avons évidemment pas accès aux contenus. Donc, c'est évidemment très compliqué de pouvoir discuter sur le fond. Maintenant, c'est quand même important. C'est une illustration par rapport au problème de délai que nous pouvons demander parfois, à savoir que nous avons la manifestation que au sein du bureau des coprocureurs, il y a la possibilité de se dispatcher le travail que nous n'avons pas au niveau des équipes de défense. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je découvre aussi le document. Il ne s'agit pas d'une divulgation à proprement parler, mais d'une requête 87-4 d'admettre en preuve des documents qui ont déjà été divulgués, qui ont un document E, qui ont un numéro E319, et qui était accessible aux parties. Je vois que tout le monde me dit que non. My understanding from the text is that 19, I haven't gone into details, I've read it as long as everybody else, but following the submission it says 19 of the materials were previously disclosed, which means that 30 or something were not. Now, I don't know which one was disclosed and which one. Just for information, les deux PV d'interrogatoire de Him Huy qui sont contenus dans cette requête, un numéro de document E319. D'accord, mon équipe vient de m'envoyer un message en me disant que la traduction de ce que j'ai dit en français était absolument pas claire en anglais, donc j'imagine que personne n'a compris ce que j'ai dit, à part les francophones dans la salle. Donc je répète ce que je disais, c'est qu'il ne s'agit pas
d'une divulgation de documents à proprement parler, et d'une requête 87.4 d'admettre des documents qui ont été dédiés et que l'ensemble de PV d'interrogatoire qui concerne ce témoin ont déjà un numéro E319. Si je comprends bien, les parties de la Chambre avaient accès à ces documents et qu'il engombait à chaque partie de solliciter l'admission en preuve de ces documents sur la base de la règle 87.4. C'est ma compréhension de, des conclusions qui ont été déposées par le procureur aujourd'hui. Nous avons accès à ces documents et il incombait à chacune des parties de faire une requête en admission de preuve sur la base de la règle 87.4, ce qui n'enlève bien évidemment pas le fait que cette requête nous arrive en plein milieu de l'interrogatoire de ce témoin. Mr. President, just one more comment before defense resumes their examination. I'm reminded by my colleagues that the chamber has instructed that exculpatory materials are to be disclosed upon discovery. Materials that are not exculpatory, that the chamber, the prosecution wishes to have admitted evidence are to be disclosed simultaneously with the motion pursuant to 87.4. Now, I know that doesn't apply to any statement by the witness on the stand. It doesn't apply to any exculpatory statement. But I believe that's part of the explanation for the difference between the number of statements previously disclosed and the number that are being tendered into evidence at this moment. But following the first break, I'll get back to your honors with information regarding the statements of this particular witness as well as other statements relevant to S21. Thank you. Good afternoon, Mr. Witness. I will resume my questioning. I finished before the lunch with asking you questions on Deng. I had other questions, but you don't seem to know that he was arrested, so I'll move to another topic. That is something you talked about earlier, and that is about the killing of prisoners who were considered to be important prisoners, important cadres. And you said that they were killed at the vicinity of
what is now known as Tool's Lane, Can you tell me very specifically how you knew that the important prisoners were in the facility? And again, my same questions are applying to this matter, the same questions I asked in relation to the children. When was it that Peng or Paul told you this? Do you remember that Peng or Paul told you this? I remember that Peng or Paul told you this. Maybe something went wrong in translation. How did you know? When did Hor or Peng say that? Where were they when they said that? Peng prap lok nang prap no pel na. Bat pel khnyom man cham dai te kal no. Did Peng or Hor told you in person or was it said at some group meeting? And how did you know what was that particular subject that you overheard? Where were you standing? What did you hear exactly? You're repeating your answer. Look, and who was talking to whom? I was talking to whom?
And who said which words? What were the words that you overheard? Away, មិនមែនលោកនិយាយឲ្យចំទៅលោកស្ដាប់លឺនិយាយថាយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកណានិយាយទៅកាន់ណាមុននិយាយពាក្យពេចន៍នឹងថាដូចម្ដេច bạn khi nhóm đôi khi mình miệt chúng ta tờ hô tha cái ắt ao vô tới tí nè sầm khăn khăn cái ký sầm lập giao là gần coi cũng là ngay ắt ao vô tới chừng ai tí hô ông ca một tục chất nè vô tới mùa chết cứ cho bạp cái ắt ao vô tới chừng ai đấy hô nắng cứ tục là gần coi cũng là ngay và and was this the only time that you ever heard such a thing? Ta rương rau ni lok thlop ban sdap lue ni tae ma dong ni te rư? Ba khnyom at cham dae. Khnyom at ban cham dae lok. Was it ever subject of a meeting? Ta គេការរេសយូរយូនីតវើអ៊ីនស្ត្រាក់ទ័រតើគេមានយកចំណេះទៅនិយាយនៅក្នុងអង្គប្រជុំណាមួយគេមានណែនាំឬបង្កប់ទៅដល់សមាជិកមិត្តរបស់លោកដែរទេឬក៏ថាលោកបានស្ដាប់ឮនេះតែមួយលើកនេះទេបាទគេមិនអោយអ្នកណាដឹងទាំងអស់បែកការយ៉ាងទីនិយាយតែឆ្ងាត់ឆ្ងាត់អូគេមិនអោយអ្នកណាដឹងទាំងអស់ឲ្យផ្អើលថា Going back to the topic of children, was the elect fate of children? Was it also something you just overheard? Or was it something that was really said? Nâng cứ đá rư co giang mình. Khi mà vô lại, xong lo tiếp khi mà vô lại. Well, before the lunch break, we were talking about the alleged fate of children. As you said, was it something that you overheard, or was it actually something that Peng told to you person to person? លោកស្ដាប់លឺពីគេឬក៏ពេញនឹងនិយាយប្រាប់លោកដោយផ្ទាល់មាត់តែម្ដង bạn bây giờ như vậy, bây giờ như vậy ta ta đòi phê lại vô nè, vô mai nông tranh tới cứ bây giờ thử vô là không nông tranh tới vậy bà, chẳng chụp sao nào cái ta vô tranh tới cứ ắt mau bên tí bà. I'll move away from that subject. Mr. Witness, have you ever seen inside S21 Thai fishermen from Thailand? Have you ever seen inside S21 Thai fishermen from Thailand? Have you ever seen inside S21 Thai lan là phần mang băng á, bà lan thì muốn mà, bà cái giống mình là clown thuê cái lại đại, cái lại phải quay xa nữa, bị ai nữa, ai đó hay, không có ai đăng thiết tha cái vô tận na tận này tiếp, bà. Well. Let me read to you what you yourself said in case one, Mr. President, document E3/7641,
What about other nationalities is the question. Did you see Thai prisoners detained in 2021? And then he said, Your Honor, I saw them detained in 2021, but they were released in 2021. And the question is, so you are telling us that Thai prisoners were detained but were released? Can you explain why that would be? And I did not know how it happened, but they were sent out. Does that refreshing then? 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 Does that nhóm có ăn nơi nắng tiết có cái sâu kinh dây thà là nắng kỳ ắt ao châu lấy cái ao tranh từ bình hai là nắng từ nhẹ nhẹ xa nắng cứ ao từ bình vừa từ bình và đọc phần nắng but that's not necessarily the same thing as released. Was that what you meant with release, that they were not in and just sent back? ខ្ញុំសូមជំរាបថាឡាននោះខ្ញុំឃើញនៅកន្លែងគេដាក់ផ្លៃព្រឹកសាសហ្នឹងឡានអែបហ្នឹងហើយមនុស្សអត់ទាន់ចុះពីឡានទេដល់ហើយបានលើសូគេនិយាយទៀតថា Very well, thank you. Mr. Witness, let me Une courte observation, je n'ai pas relevé le transcript ce matin, mais je n'ai pas l'impression que le témoin parlait de Mr. Huy. That's actually I'm very happy there's a transcript case one which talks about the rape by Greek, but it's obviously it's very clear that the person who spoke about it means Dutch must have gone wrong in translation. At least we can all agree that the actual physical rape was not done by Duyk. But and that's what I heard yesterday. And I think the other witnesses also speak not about Duyk, but Duyk, the guard. I can ask the witness to clarify, and then we all know who we're talking about. លោកសាក់សីកាលពីម្សិលមិញលោកនិយាយពីករណីរំលោភសេពសន្ទវៈទៅលើអ្នកទោសស្រីម្នាក់ដោយអ្នកយាមនៅគុកស.23មួយលោកនិយាយអំពីអ្នកយាមម្នាក់នឹងឈ្មោះទូចនោះឬក៏លោកនិយាយពីអ្នកផ្សេងទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំបានលើកឡើងហើយម្សិលមិញថាអ្នកដែលរំលោភ អ្នកទោសនៅក្នុងគុកហ្នឹងគឺក្មេងតូចបាទក្មេងតូចអាយុប្រហែល 3-4 ដល់ឆ្នាំហ្នឹងដូចមកពីបច្ចឹមឯងខ្ញុំអត់បានទៅស្គាល់មុខស្គាល់អីផងទេពួកក្រុមខាងពួកពេងអ្នកការពារក្មេងហ្នឹងទៅរំលោភអ្នកទោសហ្នឹងបាទដល់ហើយបានផ្អើលទឹងទៅគេធ្វើការចាប់ខ្លួនក្មេងហ្នឹងដាក់គុកវិញបាទហើយក៏គេយករឿងអស់ហ្នឹងយកមករៀនសូត្រ
ແລະຫນ້າຖືຈັ່ງຕິດຄືຖ້າຈັບដាក់ກົກຕິດບາດໄມ້ໂຕຍໃຫ້ມັນໂດຍຕິດບາດລູກສະກອດຊມູດເດຊມູດອີ່ເກນັກໄດ້ຖ້າລູກສະໄຕນັກໂຕຫນັ້ນຖ້າກົມມາອັນໃດຄເມງໂຕລູກສະໄຕນັກໂຕຫນັ້ນໂດຍຈະມີການພອນຈະລົມລະວຽງຊມູດໃຫ້ນັ້ນຖ້າໂຕຍໂຕຈະມີໂຕຍຄເມງ But to be 100% certain, yesterday you didn't speak about the rape perpetrated or done by Duy, chief of S24, correct? Yes, sir. 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 Yes, តែមិនដឹងឈ្មោះអីព្រោះនៅក្នុងខាងពួកពេងការពារបាទតស៊ូបងសុធីបាទដឹងពួកគាត់នៅកន្លែងកាយឡ័យចាំទទួលធ្វើឈ្មោះអ្នកទោសហ្នឹងគាត់ដឹងហើយបាទ Thank you, Mr. Witness. Now I come to my questions. សូមអរគុណលោកសាស្ត្រីតើលោកដឹងថាក្មេងប្រុសនេះ was arrested and subsequently punished for his act? Yes, sir. 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 Yes, Did he try to kill himself before he was detained? Or is that another story? Let me finish by asking you one or two general questions about the behavior of male cadres versus female prisoners in general, the topic of female morals. I have in front of me, Mr. Witness, a notebook, Cham, one of the chief interrogators, E3/8/3, Another thing must be vigilant, be prompt, 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 be promp
Satrai. It being taught at education sessions. Lok sa say mien vet rien sot muoy prong prajat bom phot chompu salatho chmuoy nung satrai. Lok cham te. Ba nyom cham tu teu keu ke pinyen sot pi panha lang tang pi dae ma rohot ma keu ke aprajat ai mien chmo hung mom tan da na pah poal ai satrai ai ning keu keu trai ta chap khluon dak kok hai. Chị tu tới cái quyền hình chẳng mà. You said that was something. Lúc này gì thà bạn ở đây đã dùng đằng tớ lúc đằng ông pi sơ lược thô đọc pi giang xâm rạp khám áp bạn đi vọt đại rửa tế.
bạt đằng cứ vô bệnh viện hoài từng ngày mà sợ là thoa đập pizza nó kí bệnh viện ai để đau chuông quỳ nó ăn nó thầm ấy ai xăm rung ai lo xong bây khao ai gọi lại sàn đai cứ tập pi pi cái play mẹ đi mà hốc chốc cái chân đai càng nghe ai chụp chụp buồn xong bây sợ là thoa đây cái đói còn mình ai cao cài đội thay diêm nhẹ diêm chăng nhẹ na cái đói nhẹ xuôi lại nói chuyện tu tới khi bình dân chăng huyền hạ nhẹ na ta khôi sa là thọ chỉ mui nhẹ tu nhẹ ấy khi vô ca bán cứ thay thì chạp luôn tâm đoan Let me read to you. Hãy lắng nghe khiêm an hồi lục sư đáp được bồi dục tìm mối này câu ca cứ tham bồi mối khăn ông chấm nam đáp pi nó cứ tìm mối ai cái sa y bay lư Rule 6, do not behave in any way that violates females. Bạn được chứ nét cơ thà nơi chơi châm lệnh mối mình tỏ mó xin lọt sẵn chỉ tụt tấu công thừa với đà bạc quà bộ sơ thó bà rõ sẵn bị bộ bánh hà nếp bạc quà vì bạc quà đò bạc đình vót hơi bạc quà đò phía sạch ấm hơi nâng sự kỳ đây thay nô bọc bị chìa chuồn dường Mr. Witness, is this something that was specific to the education sessions at this point? Đam tần nam tần nói có cái bịch chung ao lực lang hay cái gọi cái ao thà ca nghe snow cứ dương thứ cái ao bị ca nghe snow cứ dương thứ không lật làm bay chân châm không còn lại thà ca nữa bà thank you Mr. Witness Mr. Cope Okun luật sản xây khi ông Melanie Chul từ đó bệnh hạ tệ tổ rừng Sơn Sen his teaching hai nâng ca bằng riêng rồi bọc khót political education sessions nâu vẹn sắc xa nâng dụng bái lúc lời xung nua rồi bọc xạp rỉ nhá lúc bàn dây tha bàn khơi ngọt mặt đong is that correct or did you see more than once ta trông thế lúc khơi ngọt thầm mặt đong rồi có khơi ngọt thầm mặt đong bà khá nhầm xong chẩm liệp thà khơi ngọt mặt đong đại quạt màu bằng dân sốt bộ khá nhầm lưu cả lai xa là nhiều bài bò các bài trẻ thật đôi không bông trẻ thật đôi năng cả lai lưu thật sợi năng bà I understand you're very clear about this, but that we nevertheless read an excerpt from Strong sick day, some wrong way. Mock be a day that net gym, some pay more crime, mock or fly to Chinets who testified. Chum lie, Chmu like mean that got mock, plus a cake cam that guy team a pay from way was here at a pay from way, had boon, but. While he was in interrogation, more particularly, he was referring to 1978. He said he saw or he attended education sessions three to four times. Would it be possible that Son Sen in 1978 came not once, but three to four times? But the main thing is that he was born in the same way. Thank
I understand, but you said earlier you left mid-1978. Now let me ask some follow-up questions as to do you know when it was the first time you talked about ពីងិនសោតពួកខ្ញុំនៅសាលានយោបាយគាត់ហ្នឹងគាត់ច្រើនតែនិយាយបងទី1បងទី2បាទបងទី1បងទី2ហ្នឹងដល់ពួកខ្ញុំអស់គ្នាពិចារណាបងទី1បងទី2ណាចេះថាមានណាមានតាប៉ុលពតហើយនួនជាហ្នឹងឯងបងទី1បងទី2ហ្នឹងបាទ Was it that you heard this for the first time after 30 September 1977? ដែលលោកបានស្ដាប់ឮរឿងនេះគឺថានៅបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី30ធ្នូឆ្នាំ1977ហ្នឹងបាទក្នុងឆ្នាំ77ហ្នឹងពោះដូចហ្នឹងគាត់ថាហៅបងលេខ1ហើយដូចណែ But did he start talking about this after ពីការមានការបង្កើតអំណាចបកគុំនេះកម្ពុជាបាទមានចាក់តាមមីក្រូបើកតាមតែវិទ្យុបើកតែតាមអីហ្នឹង And do you know whether តើលោកដឹងទេថាតើមានតែដូចដែលជាអ្នកហៅថាបងទី1បងទី2ឬក៏មានអ្នកផ្សេងដែលប្រើពាក្យឬក៏និយាយដូចនឹងដែរ បានមានតែដូចមួយទេគាត់ហៅ Have you ever seen any document តើលោកធ្លាប់បានឃើញឯកសារណាមួយ ជាឯកសារមួយទំព័រណាមួយឬក៏ទង់បដិវត្តណាមួយឯកសារទង់បដិវត្តណាមួយឬក៏ជាឯកសារអ្វីក៏ដោយដែលនិយាយថានួនជាហើយនឹងពលពតគឺជាបងទី1បងទី2អីចឹងដែរឬទេបាទខ្ញុំអត់បានឃើញទេតែគ្រាន់ថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបមុនអញ្ចឹងគឺពេលរៀនសូត្រតែដូចពង្រៀនហ្នឹងគាត់គេថាហៅបងទី1បងទី2អីចឹង Did Son Sen ever speak about brothers number one and two? Do you know what the number was of Son Sen? Did you know he was called Brother 89? តើលោកធ្លាប់ឮគេហៅថាបង 89
đời tế bao nhiêu mặt chạm vào đấy bà. Do you know who brother number three was? Ta lúc đăng tha là ná chế bong tí bay đà rư tế. Bác nhạc mắt đăng đây. Do you know the vision commander? Ta lúc school mình chia ca con quân bầm bầm rồi bay tà nạt đà rư tế. Bác nhạc mắt đăng đây. Was he called brother number three? Ta kê hào quạt thạ bong tí bay đà rư tế. Ở miền lưu sâu hào thạ bong tí bay vậy. Well, Duyk says he was brother number three, also known as Sam. Duyk says that he was brother number three, also known as Sam. Mr. President, could we have a citation for that, please? Sa phi nhà xong lúc ở mệt thư vi bằng hành ảnh xa dung phong bạn. It's somewhere there. But cứ thật nơi khnông sâm nôm ai cái sàn đấy, cái này nó rộng toàn khơi. Chào Krang Fen, cái thà bị ruột thà cá chân lòm một bọc, đôi những cái mình trầm trầm tới sáng say. Những bạn lục, say chào Krang hiếm đỏ sâm nua nên màu vinh hiếm mặt xù tiếp tế. Chẳng lục sạ say, ta lục school là nam mà nét nơi khnông. Cần nạ chân trai này bạc công minh Campuchia đại rực tế. Bạn nhận mặt cho cô đấy. Let me move on. Bạn chân chung xung từ mục tiết lục sạc xấy từ đó cả mùi đại lục nôm nẹ tố. S21 ปีซอ21ទៅព្រៃសអឺ This morning you testified ប្រមិញលោកបានជម្រាបតឡាការថានៅពេលមួយហោប្រាប់លោកឲ្យយកអ្នកទោសទៅព្រៃសតើលោកអាចប្រាប់បញ្ជាក់លក្ខថាតើដំណើរការនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដូចម្តេចមានបែបបទដូចម្តេចដើម្បីឲ្យលោកយកអ្នកទោសចេញពីស21ទៅព្រៃសនឹងវាដំណើរការមិនបាទ បាទខ្ញុំសំមេតថាពេលដឹកយកទៅហ្នឹងគឺអ្នកទោនៅក្នុងឡានហ្នឹងឡើងឡានហ្នឹងហើយបើកឡានហ្នឹងគឺបើកដឹកយកទៅប្រគល់ឲ្យបងហុយនៅខ្សែហ្នឹងទៅបាទតែប៉ុណ្ណឹងប្រគល់ឲ្យមកវិញមក And where exactly would you តើនៅចំណុចណាដោយប្រកាសដែលថាលោកប្រគល់មនុស្សដែលយកទៅព្រៃសនឹងគឺទឹកដៅដែលប្រគល់ឲ្យនឹងគឺថាឲ្យពួកគេចោះចេញពីឡានឹងនៅចំណុចណានៅព្រៃសនោះកន្លែងឈ្មោះអីបាទខ្ញុំសូមជំរាបថាខ្ញុំមិនមែនទៅទេគឺស្រីមអ្នកបើកឡានកន្លែងខ្ញុំនឹងគឺដឹកទៅហើយអត់មានអ្នកណាការពារអ្នកណាអីទេព្រោះគេអត់មានទូមានពីអីទេគឺ So the people that have been brought to S21 and subsequently brought to Prisor were unloaded by you, and then received, and then ហើយមានអ្នកណាទទួលហើយក្រោយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងមានដំណើរការអ្វីទៀតបាទអត់មែនទេបាទពួកស្រីមកដឹកទៅតែគ្នាពីរអ្នកដឹកទៅដល់នោះប្រគល់ឲ្យបងណែហុយហ្នឹងទៅហើយក៏នាំគ្នាមកវិញមកជាធម្មតាមកអត់មានប្រុងប្រយ័ត្នថាអ្នកនេះជាស្អីស្អីទេព្រោះគឺថាឲ្យទៅលុតដំកសាងខ្លួនឡើងធ្វើខ្សែហ្នឹង And
In your testimony, in case one, he said, bác đôi khi ông chủ mình chẳng người ta tầng mai đang cố nó cứ lan lan nó tới và lan lan tới kia vô tới tới đó này vây xo nó mình bên cúc vây xo đấy nơi cát này và thằng cát phơi ra tiệt và cái bậc cô loi bằng huy là lại cho bằng huy đang tới hay cái bên tia bên ấy cái năng nắng cái ao tận nơi tam tia tam ấy đang tới do you know whether they were shackled ta, or đăng tới tha ta cái đạc khnọ phụ nẻ thưng nú rư có cái chòng mốc were they locked up rư có cái chạ sau nơ trong bần tụp hay một đai rư tê lục ảnh nơ đăng rư có nơ chạm bạn khơi như vậy bẹp ni tê bạn cal khnhom tới chuy tụp tụ nụp tụp ấy cal tắc chùm nôn nưng cứ khmien nẻ na đạc khnọ đạc ấy tê cứ thông đà đối khnê chăng từ thứ sáu thứ ấy mau bên hộp bài hồn xã co hội xã ấy đang đôi giặc này chẳng tới bác when you were sent to nó biết đại kê bị chun lục từ prey sò ta lục thân lọt khơi nhẹ nam mình nè đại luôn lục bàn dọc thân nu dọc thân đạn nó tin nu môn pê đại lục tới đường đại lục đặt tạm làm tới thân lọt chụp nè thằng đừng thế bà khi mà đi đấy buộc khi mà từ lại nó từ đây thì mũi chích à tia đây là kỳ này nó kỳ thứ ở nơi nó cứ tia là hàng lấy tia này bằng huy nó hay nhóm từ thầm tia bằng huy nó hay vì là giúp nó cứ nói mấy kích là lực tụt ba đây thằng đây nè lực tụt nục tụt ấy nè và mà giúp tôi lư nói mấy mà mình bài ấy nè hay và về tụt lên cho bạn thằng nục bại nó từ có cái ai mà bên máu đây là cá lực này từ lúc thông dẫn chị đây chị y hệ nâng có comment từ mưa na đấy cái tần đoan với chị cục bạc này chẳng ấy nhận tay nâng có chị nhận tay từ như tay của chị đấy chị hệ được nên I understand but to be very specific, do you remember seeing people pray sar before that I brought in a truck? Do you recognize any of them? Đặc vụ có tư đạn ở pray sar nữa anh cả bị môn hơi quên đại lục tứ tứ bán khơi vụ còn nâng nâng nông đại lục tê nhóm xong mệt hạ khá nhóm bán đặc tư tê stream nè đặt cho tư chỉ một bộ nhóm pi nè và nè bạc lan hay nè bạc lan đi khnề nó tập pi nè nằng đặt của cái ở bên tôi mẹ còn mọi tê còn ra cái tới từ lốt đam luôn cái ao than nhận nè xé lăng mình ai cho quốc tê và tư nên nó thầm đa đi khnề bạc còn ở bán đa từ nay cho ai đang là thứ sai nó tập năng I understand, but I thought but you were taking part in putting the women and the children and prisoners, minor people into the truck. So do you remember seeing any of those people later jam, when you were yourself in the prison? No, no, prison. This is the cry mark. Look, the prison. Bạn mình chạm thân nhà na trên nhà đấy bạn tới đó nó cứ ao ấy xí bài ấy hái tới non miền lực tới lúc lực ấy đồ khné chẳng tới mình tới chạm vào ròm mượn na mượn này đấy bạn do you remember seeing ta lúc nơi chạm tha bạn khơi nơi prey so tha mnu miền 100 rư co rọp 100 rư co 1000 ta lúc ai thưa ca pan praman bạn tê bà hèl ประมาณยังมันอายปานประมาณบ้านที่บ้าน
បើសិនជារួយមានបណ្ដាដល់ពាន់អត់មានទេLet me now turn to something you talked about yesterday. ចំណុចមួយអ្វីដែលលោកបាននិយាយពីម្សិលមិញមុននឹងធ្វើដូច្នោះគឺថាលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបលោកប្រធានថាខ្ញុំបានរកឃើញគឺថាឯកសារយោងត្រកបង3គឺថា3/355អង់គ្លេស ERN 002-42-7-75 ជាកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយសំណួរសួរដោយសហចៅក្រុមសួរសង្កេតគាត់សួរដែលបង្ហាញពីទូរស័ព្ទលេខសារទូរលេខដែលបញ្ជាក់ពីបងទី3ហើយដូចក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំរៀបចំរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំរៀបចំឲ្យណាត់ Sam brother number 3ហើយនៅបងទី3គឺជាមនុស្សទីតែមួយទេហើយខ្មែរអ៊ីអិនចំពោះសម្រងទៅពីប្រធាននៃថតរូបគំស្រៀងនោះគឺថាដែលគេថតរូបនោះគឺថានៅសម21គេថតហើយនោះគឺថាសម្រងទី1គឺខ្មែរ EON 001-6273 ខ្មែរ00-16-27-10នេះសម្រងទី2នៅលើខ្មែរភាសាខ្មែរMy prosecution you talked about លោកពេលដែលលោកឆ្លើយទៅនឹងសំណួរសាភិញាពីម្សិលមិញគឺថាមានពេលមួយលោកបានយកមនុស្សពីព្រៃសទៅជើងឯកbut then something happened to your car ហើយគេថាលោកនិយាយថាមានបញ្ហាកើតឡើងចំពោះឡានតើលោកជំរាបតឡាការលំអិតថ្ងៃនោះគឺថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះបាទបាទពេលដែលបើកឡាននោះទៅគេឲ្យទៅយកនៅព្រៃសហ្នឹងដល់ហើយបើទទួលកឡាប់ឡាននោះទៅគឺអត់បានយកបានអីទេបាទគិតគូរតែពីធ្វើម៉េចយកឡានមកវិញបាទស្អែកបានមកប្រាប់តហោប្រាប់តហោឲ្យបានតហោឲ្យទៅផ្ទះទៅដូចទៅផ្ទះទៅដូចបានទៅដូចឲ្យទៅកន្លែងនៃសាក្រុងឲ្យគេទៅស្ទូចឲ្យហ្នឹងបាទAnd then what happened? ហើយបន្ទាប់ពីនោះមកគេធ្វើម៉េចទៀតបាទបាទហើយឡាននោះស្ទួយអស់យកមកកន្លែងពួកខ្ញុំកន្លែងណែកន្លែងខ្ញុំនៅហ្នឹងបាទហើយជាងឡានជាងអីពួកក្រុមខ្ញុំនោះនាំគ្នាធ្វើឡាននោះទៅ And then what happened? ហើយបន្ទាប់មកគេធ្វើម៉េចទៀតបាទបាទអស់ហើយមានអីទៀតទេWhat happened to the people in that car or that truck? អញ្ចឹងមនុស្សដែលនៅក្នុងឡាននោះយ៉ាងម៉េចដែរឬក៏គេនៅព្រៃសឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ